Hướng tới kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã ra quân triển khai công trình hàng cây thanh niên tại xã Mường Lèo, huyện Sốc Cộp. Để có nguồn lực triển khai chương trình, Đoàn Thanh niên các lực lượng vũ trang tỉnh đã kêu gọi công ty cổ phần Bồ Hòn Việt Nam cùng các đơn vị đồng hành hỗ trợ trao tặng xã Mường Lèo, huyện Sốc Cộp trên 400 cây hoa ban trắng, 100 cây tràm và 200 cây bồ hòn với tổng trị giá gần 25 triệu đồng đồng thời huy động trên một trăm cán bộ chiến sĩ, đoàn viên thanh niên tham gia trồng tại khuôn viên trụ sở ủy ban nhân dân xã và dọc tuyến đường vào trung tâm xã Mường Lèo. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm lan tỏa phong trào trồng cây xanh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trong đoàn viên thanh niên, các lực lượng vũ trang tỉnh, đồng thời thể hiện tinh thần sung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ trong bảo vệ môi trường, góp phần hình thành hệ thống cây xanh tạo bóng mát, cảnh quan môi trường, chung tay xây dựng nông thôn mới tại địa phương.